Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu 40 của đề thi trung học phổ thông. Nhưng mình có thay đổi một chút là thay vì theo đề nó sẽ có một cái đạo hàm bậc 1 nhưng mình đã bỏ đi. Bây giờ giả sử bây giờ mình sẽ đi tìm có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt của cái hàm này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải như sau. Đầu tiên chúng ta xem cái bảng khảo sát này. Chúng ta thấy có trừ 1 và 2 chính là các cực trị của phương trình fx. Chúng ta thấy phương trình nó đi như thế này, chứng tỏ đây là phương trình bậc 3. Như vậy, đối với f(x) chúng ta sẽ đặt như thế này. Đầu tiên, đối với một phương trình luôn luôn có một cái hệ số chính là a, mình sẽ để đây. Ở đây có hai cực trị, như vậy đó chính là nghiệm của f(x) vì nó có bằng 0 ở đây. Chúng ta sẽ có là x cộng 1 chính là x bằng trừ 1. X trừ 2 chính là x bằng 2. Bây giờ chúng ta nhân vào. Ở đây x nhân với lại x, chúng ta có x bình phương. X nhân trừ 2 chính là trừ 2x và cộng 1 với x là cộng x. Trừ 2x cộng x bằng trừ x. 1 với trừ 2 chính là trừ 2. Tiếp tục, bây giờ chúng ta muốn đi tìm fx thì chúng ta phải sử dụng nguyên hàm của f(x). Như vậy chúng ta cũng tính cục này luôn. Chúng ta biết có công thức như thế này. Cụm này sẽ trở thành fx. X bình phương chính là chúng ta bỏ số 2 vào đây thì chúng ta sẽ có là x mũ 3 chia cho 3. Cụm này chính là x bình phương chia cho 2. Cái này có trừ 2x và cộng c. Tiếp tục, chúng ta thấy tại vị trí x bằng trừ 1, fx bằng 1, x bằng 2, fx bằng trừ 5. Như vậy chúng ta sẽ có là f trừ 1 chính là bằng 1. F của số 2 chính là bằng trừ 5. Như vậy chúng ta sẽ thế trừ 1, x bằng trừ 1 vào đây. Vào đây, vào đây. Để chúng ta có một phương trình để đi tìm hai ẩn A và C. Và chúng ta biết cục này đó chính là bằng 1. Chúng ta làm tương tự cho cục số 2. Bây giờ chúng ta lập hệ phương trình. Chúng ta tính cái số giá trị này trước. Đó chính là bằng 7/6 A cộng với lại AC. Có nghĩa là chữ A nhân với lại đóng số này và chữ A nhân với lại C. Và cái cục này chính là bằng số 1. Làm tương tự với cục này thì chúng ta sẽ có là
trừ 10. A trừ 10 chia cho 3 nhân với lại A cộng AC bằng trừ 5. Như vậy, chúng ta bấm máy tính. Coi như cái cục biến này là B lớn đi, cho nó dễ tính. Thì nếu chúng ta tính ra thì A nó sẽ bằng 4 phần 3. Còn AC ở đây á, nó sẽ bằng trừ 5 phần 9. Sau khi chúng ta có kết quả, chúng ta sẽ quay lại cái FX. Bây giờ 4 phần 3 nhân với lại cái cục này chúng ta sẽ có là 4x mũ 3 chia cho 9. Tiếp tục là trừ 2 phần 3x bình phương trừ 8 chia 3x. Còn AC chúng ta mới tính xong chính là trừ 5 phần 9. Sau khi chúng ta có phương trình fx, chúng ta cho fx bằng 0. Tại sao như thế này? Chúng ta quay lại bài toán. Ở đây á, chúng ta f bên trong fx là một phương trình nữa. Như vậy chúng ta sẽ thế fx bên trong này thành fa. Nhưng đề nó bằng 0. Vậy chúng ta phải đi tìm nghiệm FA cũng chính là tìm nghiệm của FX bằng 0 như nhau hết. Như vậy khi chúng ta tính được FX bằng 0, chúng ta bấm máy tính thì nó sẽ ra ba nghiệm ở đây. Chính là x bằng trừ 1.66. X bằng đây là trừ 0.22. X bằng ở đây chính là 3.4. Thì nó cũng sẽ tương tự cho cục này. Chính là A bằng trừ 1.66, A bằng trừ 0.22 và A bằng 3.4. Chúng ta biết cục A chúng ta vừa mới thay thế chính là A bằng Fx. Như vậy cục A này sẽ cũng thay đổi thành Fx. Mình đánh về cho lẹ nha. Sau khi chúng ta có được tất cả các cục này, chúng ta sẽ quay lại cái bảng biến thiên. Bây giờ á, ở đây fx bằng trừ 1.66. Trừ 1.66 thì nó phải nằm giữa số 1 với là trừ 5. Như vậy, mình để một cục y bằng trừ 1.66. Chúng ta thấy khi mà cục y bằng trừ 1.66 đi qua cái phương trình này, chúng ta thấy nó có 3 giao điểm 1, 2 và 3. Như vậy, ở đây sẽ có 3 nghiệm. Trừ 0.22 thì nó vẫn nằm giữa số 1 với trừ 5. Thì chúng ta vẽ một cái đường thấp hơn tí ở đây. Như vậy chúng ta có 1, 2, 3. Chúng ta có 3 nghiệm. Và cái cuối cùng 3.4. 3.4 cao hơn số 1 thì nó phải nằm phía trên này. Thì chúng ta chỉ có một nghiệm ở đây. Như vậy, ở đây sẽ có một nghiệm. Vậy 3 cộng 3 cộng 1 chính là 7. Đáp án của bài toán là 7 nghiệm.
Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.